chỉ từ 4 đồng thôi là anh em đã có thể sở hữu được 3 chiếc điện thoại này, đó chính là Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 13 Pro Plus và Redmi K60. Đặc biệt là con Redmi K60 này, chúng ta sẽ được sở hữu con chip 8 Plus Gen 1, đem lại hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ để cho anh em có thể chiến được các loại game nặng nhất trên Just Play. Còn đối với con Redmi Note 12 Turbo thì chúng ta sẽ được trang bị con chip 7 Plus Gen 2, đem lại hiệu năng cũng mạnh mẽ không kém so với con chip 8 Plus Gen 1, mà đặc biệt là con chip này sẽ không bị nóng. Thêm một phần nữa là ở thời điểm hiện tại, Redmi Note 12 Turbo đã có mức giá rất là ngon, chỉ khoảng hơn 4 củ khoai thôi là chúng ta đã có thể sở hữu em nó. Vì được trang bị một cái tấm nền OLED như thế này, vậy nên trải nghiệm hình ảnh của chúng ta sẽ khá là sướng khi mà chúng ta chơi game hoặc là xem phim. Đặc biệt kèm theo đó chúng ta còn có bộ loa kép nữa, vậy nên khi chơi game hoặc xem phim, nó sẽ đem lại cho chúng ta trải nghiệm hình ảnh và trải nghiệm âm thanh khá là sống động. Có lẽ đẹp nhất sẽ là con Redmi Note 13 Pro Plus, khi mà chúng ta sẽ có mặt lưng giả da, cầm nắm trong lòng bàn tay thì rất là thoải mái và ôm tay. Trong ba con máy này thì độ hoàn thiện của Redmi Note 13 Pro Plus sẽ là tốt nhất. Vì vậy mà em nó còn có khả năng kháng nước, kháng bụi IP68 nữa. Điểm này thì sẽ giúp cho anh em yên tâm hơn trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Và chiếc máy này còn được trang bị một cái tấm nền màn hình cong nữa, vậy nên trải nghiệm vuốt chạm và trải nghiệm sử dụng nó sẽ sướng hơn so với cái màn hình phẳng của hai cái máy còn lại. Còn đối với con Redmi K60, điểm ngon nhất của nó chắc chắn sẽ đến từ con chip 8 Plus Gen 1, đem lại hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại và mức giá của nó cũng khá là ngon trong thời điểm hiện tại nữa. Và ba chiếc máy này đều đã có sẵn hàng tại Hùng Mobile. Nếu anh em quan tâm tới ba chiếc máy này thì đừng quên là ghé qua cửa hàng Mobile hoặc là trang web hungmobile.vn để có thể tham khảo mức giá chi tiết và những thông tin khác về những chiếc máy này nhé.